À, xin chào anh chị, chào mừng anh chị trở lại với Talk Chứng khoán trong buổi tổng hợp thị trường ngày 23 tháng 8 và nhận định thị trường ngày 24 tháng 8 năm 2021. Thì trong cái bản tin ngày hôm nay thì bao gồm các nội dung sau. Thứ nhất là về đánh giá, chia sẻ các quan điểm về đánh giá thị trường hiện nay của mình. Đó thì nó có phải là một cái xu hướng downtrend hay không. Thứ hai là đi phân tích các cái dòng cổ phiếu và tìm ra các cái dòng cổ phiếu mạnh nhất và đánh giá các cái dòng cổ phiếu mạnh, các dòng cổ phiếu yếu đó xem nó có đủ sức để nó nâng và nó cứu lại thị trường hay không. Cái thứ ba là rà soát các cái cổ phiếu trong danh mục của các anh chị, và cái thứ tư là chia sẻ về cái quan điểm là và cái cách ứng xử của chúng ta trong những giai đoạn thị trường downtrend và nó nằm ngoài những cái kế hoạch dự liệu ban đầu của chúng ta thì chúng ta phải xử lý như thế nào. Và cuối cùng là chia sẻ cái file Excel cho các anh chị, thì các anh chị có thể join vào cái group Zalo bằng cách là các anh chị scan cái QR code này, hoặc là các anh chị join ở phía dưới của cái các cái đường link này. Thì các chị sẽ thấy thì trong cái group Zalo này thì chúng ta sẽ chia sẻ các cái quan điểm, các cái cách thức, các cái phân tích các cổ phiếu, và mình cũng sẽ gửi các cái file Excel hàng ngày cho các anh chị. Thì đi vào, thứ nhất là thị trường chung, thì các anh chị thấy là trong cái cuối tuần qua thì bản thân mình cũng có làm hai cái video để nói về cái thị trường chung. Thứ nhất là một cái phân tích vào hôm thứ sáu tuần trước, thì mình thấy là thị trường cũng rất là rủi ro rồi. Tuy nhiên là ngày thứ bảy có thời gian rảnh thì mình ngồi mình rà soát lại các cái cổ phiếu, đặc biệt là các cổ phiếu VN30 và các cái nhóm mạnh, thì mình thấy cái sự phân phối nó rất là rõ nét, và mình thấy nó thực sự là rủi ro một cái downtrend rất là cao, xác suất có đến 90% là cái downtrend đó anh chị ạ. Khi phân tích chi tiết các cái dòng mạnh và các cổ phiếu VN30, với VN30, VN-Index là anh em với nhau mà, do vậy là mình cũng có những cái chia sẻ, có những cái cảnh báo nhất định. Thì đúng như vậy, thì hôm nay thị trường là tiếp tục rơi, là nhận thấy là rơi, tiếp tục rơi là 2,3% với khối lượng rất là lớn nhé. So với ngày hôm trước thì không lớn, nhưng so với cái xung quanh đây thì cũng là trung bình và trung bình lớn anh chị nhé. Và nó thủng cái đường 95% từ đỉnh gần nhất rồi. Thì mình cũng chia sẻ với anh chị là cái đường 95% từ đỉnh gần nhất nó rất là nhạy cảm nhé. Các anh chị thấy trong tất cả những cái giai đoạn mà thị trường đi lên như thế này, bao gồm cả sideways cả đi lên, thì gần như nó không bao giờ nó đi thủng cái đường này. Gần như thủng cái đường này là hầu như là sẽ có những cái downtrend, anh chị thấy không? Đây là thủng đây này. Sẽ có những cái downtrend ngắn hạn đây này. Đoạn này nó có thủng đâu. Đoạn này thủng nhá. Thủng một cái ba nhịp rơi luôn, một nhịp này, hai nhịp, ba nhịp rơi này. Đoạn sideways này thì không nói. Nhưng mà gần như những cái chị thấy những cái giai đoạn mà thủng là đều những cái nhịp rơi rất là lâu. Do vậy thì cái này là cái mà chúng ta thấy là khi ngày hôm qua đưa ra cái kịch bản á, là khi thủng cái MA20 này là gần như là chúng ta chỉ có thể hy vọng là nó sideways, hoặc là nó sẽ hy vọng tốt nhất là sideways, hoặc là không có nó sẽ rơi. Và như vậy hôm nay thì với bán ra khối lượng như này thì thực sự là sẽ rủi ro là rơi anh chị nhé. Rủi ro một cái downtrend VN30 thế cũng thủng nhé. Đây rơi 2,7%. HNX Index và UP Index thì là bán ra khối lượng lớn thôi. Đấy. Thì đánh giá về thị trường là rủi ro là rơi. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi phân tích các cái cổ phiếu anh chị nhé. Các cái phân cổ phiếu thì bao gồm các cái nhóm mạnh và các cái nhóm yếu. Thì thử xem mà các cái nhóm mạnh nó có đủ sức để nó cứu cho cái nhóm yếu để đẩy thị trường lên không. Đây thì cái file Excel này thì mình sẽ gửi tặng anh chị ở lát nữa. Thì cái này này, cái cột này các anh chị thấy là cái giá thay đổi ấy, thì mình sẽ sửa cái này thì ngày 19 tháng 8 rồi. Từ 19 tháng 8 ở đấy là cái ngày mà là đỉnh thị trường anh chị nhé. Đây ngày 19 tháng 8 này. Đấy. Lúc mà chúng ta đi lên thì chúng ta sẽ xét từ cái điểm xác nhận, nhưng mà khi thị trường rơi chúng ta xét từ đỉnh. Đấy. Thì các anh chị thấy là những cái dòng nào mà mạnh hơn thị trường chung. Thị trường chung ở đây là VN Index và VN 30 nó đang rơi là 5,5 với 6,2% kể từ ngày 19 tháng 8. Thì chúng ta thử xem mà cái dòng nào mạnh hơn anh chị nhé. Chúng ta search những cái cổ phiếu mà lớn hơn không này. Đấy. Có bất động sản, một số cổ phiếu là mạnh hơn này. Phần chứng khoán mạnh hơn này. À, một số cổ phiếu về dịch vận tải và hóa chất chuyên dụng là hai cái dòng mà vừa qua nó mới chạy, đem lại cho các anh chị lợi nhuận đó. Đúng không? Nó chạy nước rút được HAH và DPM đây kìa. Đấy thì cái dòng đấy do nó là vừa rồi nó có cái lực mua rất là tốt, nó có nền tảng rất là tốt, và sau khi những nhà đầu tư người ta chốt lời, nhà đầu tư nhỏ chốt lời rồi thì bây giờ đa phần là các cái nhà đầu tư lớn người ta vẫn đang còn ở đó, thì nó cũng có những cái tiếng tăm của những cổ phiếu này cái đợt vừa qua thì nó vẫn giữ nền tốt. Hay có hóa chất cơ bản, đấy, một vài cổ phiếu thực phẩm mới lại xây lắp thôi, còn đâu là rụng hết anh chị nhé. Đấy.
Mặc dù trong đấy thì anh chị thấy là dòng chứng khoán là mạnh nhất là đang dương 6,5% này. Còn lại bọn này loanh quanh, có hóa chất chuyên dụng được 4,6% này, còn âm một chút, âm 3% này, xây dựng là âm 2% này, bất động sản là 4% này. Tuy nhiên nay có một số cổ phiếu cũng vẫn bùng nổ anh chị nhé, các anh chị có thể vào đây xem các cổ phiếu bùng nổ này. Nó cũng loanh quanh mấy nhóm đấy thôi, vẫn là chủ yếu là chứng khoán này, hóa chất chuyên dụng này và xây lắp thôi. Đấy thì những cái dòng này là những cái dòng mạnh anh chị nhé. Bốn cái dòng đấy là những cái dòng mạnh mà có thể nó đang là đi ngược thị trường, bốn cái dòng này gọi là dòng phi thị trường đi. Nhưng bảo bốn cái dòng này mà nó gánh được hết cho các cổ phiếu thì mình nghĩ là cũng là khó đấy anh chị ạ. Rất là khó. Bảo bao nhiêu con với bao nhiêu nhỉ? Đấy, hơn 60 cổ phiếu trong mấy cái dòng còi còi trừ mỗi dòng chứng khoán là mạnh thôi. Thì là rất là khó. Khó cứu thị trường đấy, khó cứu vãn. Đấy thì khi mà các anh chị nắm các cổ phiếu mạnh này thì mình nghĩ là nó vẫn có thể chạy được một nhịp nữa. Hoặc là nó cũng sẽ bị điều chỉnh. Nhá, còn những cái dòng khác thì mình thấy là rủi ro lành ít giữ nhiều gì ạ. Đó thì khi mà thị trường nó xác định như vậy thì chúng ta cũng nên có cái cách đầu tư. Nếu các anh chị bảo các anh chị đầu tư dài hạn khoảng 1-2 năm thì mình không nói, nhưng mà nếu các anh chị mà kỳ vọng kiếm lợi nhuận trong vòng khoảng 1-2-3 tháng thì mình nghĩ là hiện nay cũng là khó. Đấy, bởi vì khi mà thị trường các anh chị mình vừa vẽ ra đây này, khi các anh chị thấy mà nếu mà nó rơi nhá, mà nó thủng cái mức hỗ trợ cũ này 1240 này thì nó sẽ rụng tiếp anh chị nhá, nó sẽ xuống đây, nó có một cái lực đỡ ở đây xong nó sẽ rơi tiếp. Đấy, chúng ta phải vẽ ra cái này để làm gì, không phải để dọa nhau, mà chúng ta sẽ đưa ra các kịch bản xấu nhất. Đấy thì bản thân mình cũng chia sẻ với các anh chị rồi, cái cách đầu tư chia sẻ của Talk Chứng Khoán nó không phải là cách đánh T3 T4, nó là một cái cách đánh dựa vào phân tích kỹ thuật và dựa vào phân tích dòng tiền của nhà đầu tư lớn, cũng là các cái cách đánh của các cái cổ phiếu tăng trưởng Ken Slim. Tuy nhiên là giai đoạn thị trường chung mà nó không hỗ trợ thì Ken Slim hay là VSA thì là chúng ta vứt đi hết, bởi vì các anh chị đâu 80-70% cổ phiếu đi theo thị trường, chúng ta chỉ trông cậy vào một vài các cái cổ phiếu này mà bảo là nó có thể cứu được mà có thể kiếm lợi nhuận được, mình e rằng là nó rất rủi ro. Mà để các anh chị giải ngân vốn nhiều vào những cổ phiếu này thì khó. Chứng khoán ở đây thế thôi, nhưng nó chỉ được một số cổ phiếu coi coi phía trên này thôi. Còn mấy cổ phiếu bên dưới như là HCMSI thì mình cũng nhìn thấy là nó cũng có những cái dấu hiệu về suy yếu rồi. Cho vậy là để mà đầu tư thì nó không hiệu quả. Đấy, cách đánh của chúng ta là khi chúng ta đúng là chúng ta phải kiếm lợi nhuận từ 20-50%. Còn khi chúng ta sai, khi mà chúng ta thấy là cổ phiếu nó không đi theo kế hoạch của chúng ta nữa, dòng trụ nó không còn là trụ nữa, hoặc là thị trường chung nó quá rủi ro thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải ra khỏi thị trường và chờ một cái cơ hội mới. Mình cũng chia sẻ với anh chị hôm trước một cái clip này. Kiếm tiền là do thị trường nhưng mất tiền là do chúng ta. Đấy. Bản thân thị trường nó là khách quan với chúng ta nhé anh chị nhé. Cho dù là trên thị trường bao gồm rất nhiều nhà đầu tư từ già bẻ, già trẻ, đúng không? Lớn bé, trai gái, người nhiều tiền, người ít tiền, nhà đầu tư lớn, nhà đầu tư nhỏ. Nhưng nó vẫn có một cái điểm gì đấy mà cần cái quan điểm của những cái các nhà đầu tư với nhau. Bản thân nhà đầu tư lớn họ cũng không đủ sức để họ dẫn thị trường, dẫn tất cả những nhà đầu tư nhỏ khác đâu anh chị ạ. Bởi vì họ là nhà đầu tư lớn ở đây được hiểu, họ là những người đầu tư chuyên nghiệp và có kỷ luật, có phương pháp hơn. Chứ nói nếu nói tỷ trọng, số lượng của những người đầu tư lớn mà mua cổ phiếu, nắm giữ cổ phiếu thì theo mình nghĩ là chưa chắc đã bằng những nhà đầu tư nhỏ. Do vậy là nó là khách quan của chúng ta nhé. Thị trường lên là khách quan của chúng ta, các dòng cổ phiếu lên là khách quan của chúng ta, do vậy là chúng ta chưa kiếm được tiền hoặc thậm chí chúng ta bị lỗ thì cũng là chuyện rất bình thường, chúng ta không nên buồn. Đấy. Nhiệm vụ của chúng ta là phải nâng cao các kinh nghiệm trong cái việc và nhìn nhận về thị trường chung, về các cái dòng cổ phiếu và về các cổ phiếu để chúng ta có cái cách giải ngân làm sao cho nó phù hợp, nó an toàn để có cái cơ hội lợi nhuận. Mình cũng chia sẻ với các anh chị rồi là khi thị trường sideways ở đây này là chúng ta sẽ ưu tiên đánh các cổ phiếu kiệt vôn, chúng ta sẽ không ưu tiên đánh các cái cổ phiếu bùng nổ, vì mình nhìn thấy là khi ở cái vùng này kháng cự rất là lớn ở vùng này. Chia sẻ với các anh chị có thể xem lại nhé. Chúng ta đều chia sẻ là phương án hành động là chủ yếu đánh các cổ phiếu kiệt khối lượng thôi các anh chị nhé. Kể từ cái hôm 18/8 này, hôm 17/8 này, chúng ta đánh các cổ phiếu kiệt khối lượng thôi. Và nếu các anh chị mà tham khảo một số cái chia sẻ của Thóc Chứng Khoán á, thì ở đây thì mình cũng không nghĩ là các anh chị lỗ đâu, bởi vì các anh chị mua chủ yếu các cổ phiếu bất động sản và chứng khoán, có thể là một hai cổ phiếu ngân hàng nữa,
Đó, hoặc là một số cổ phiếu về hóa chất cơ bản. Nhưng mình cũng không nghĩ là các anh chị lỗ hoặc lỗ thì không đáng kể. Đấy, nhưng mà lúc này là lúc mà chúng ta cần phải bảo toàn vốn. Khi mà thị trường lên thì chúng ta có thể sấn và chúng ta tham gia. Nhưng khi thị trường xuống là chúng ta phải nghỉ ngơi chờ một cơ hội mới. Chờ một cái ván mới anh chị ạ. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ đi phân tích về các cái cổ phiếu, các cái danh mục của các anh chị. Mình sẽ lướt nhanh cho anh chị nhé. Các chị thấy là trong các cái dòng này, bán lẻ tổng hợp thì có cổ phiếu gì nhỉ? Cổ phiếu PET này thì vẫn sống nhá. Mặc dù là hôm qua thì bùng nổ nhưng mà cung tràn dạng khá nhiều. Hôm nay kéo lên khối lượng cũng khá nhưng mà chỉ tăng được có 0,8% thôi. Thì nói chung là nó cũng không phải là mạnh lắm đâu. Trong cái giai đoạn thị trường như thế này thì không mạnh lắm. Còn lại thì Di Động là rơi rồi anh chị nhé. Hai cái này, những cái đây là đều là tín hiệu SOW hết. Các anh chị thấy đây là những cái này bản chất là no demand này. Đấy. No demand này. Ba bán ra khối lượng lớn này là nó SOW là tín hiệu yếu nhá. Đấy, này FPS này thế này. Cũng yếu này. Bản chất là nếu chúng ta đánh giá đây là một cái xu hướng lên anh chị nhá thì chúng ta thấy đây sẽ là ranh giới của pha B và pha C trong cái sơ đồ tích lũy của quỹ họp. Nhưng mà nếu chúng ta thấy đây là cái xu hướng xuống thì đây sẽ là ranh giới của pha B và pha C của cái phân phối anh chị nhé. Thì chúng ta không cần phải chờ đến đáy này để biết đây là phân phối hay tích lũy. Nếu mà đây là phân phối thì các anh chị thấy nó đến đây này là nó sẽ xuyên tiếp, nó sẽ xuyên táo tiếp, nhưng chúng ta không thể chờ thế được. Nhiệm vụ chúng ta là phải bán trước khi phân phối cơ. Chúng ta sẽ mua trước khi nó, sau khi nó tích lũy thì phải bán trước khi phân phối. Đấy thì là nó rủi ro anh chị nhé. Bất động sản thì một số cổ phiếu vẫn còn sống này, như BI là vẫn sống này. Sống ở đây được hiểu là lên nhé, vẫn còn lên được. NLC này vẫn lên được. IDG này vẫn lên được. HPX vẫn lên được. Cổ phiếu tech này thì bắt đầu rơi này, hôm qua thủng mở 20 cái nhìn này có mũi tên đỏ này là mình có mới cốt thêm về đấy đấy. Đấy, cổ phiếu này VC3 này thì hôm qua là uptrend này kéo lên nhẹ, cổ phiếu này thì cũng không rõ lắm nhưng mà vẫn có thể lên được. Đấy, fit này vẫn lên được. NVL thì bắt đầu đứt rồi, cổ phiếu này rơi này. NTC thì vẫn xu xuống, bắt đầu từ đây là rơi hết này. KBC rơi này, Nam Long thì rơi này, anh chị này thủng MA20 này, phá cái vùng tích lũy này, rơi này. Phá vùng tích lũy thì đây lại nó trở thành vùng phân phối anh chị nhé. VHM này rơi nhé, SGS rơi nhé, mũi tên đỏ đúng không, thủng MA20 này. HDC rơi, D2D rơi, tích thì rơi này anh chị này. Nói chung là rất nhiều cổ phiếu bất động sản rụng rồi. Đích này rơi này, đích này là thủng MA10 nhé, hôm nay thủng MA10. Rồi. Một số cổ phiếu mà nó rơi á, mà nó mạnh á, thì nó có thể vẫn tích lũy lại và nó đi lên được. Một số thì nó mới thủng nền, nó mới rơi sâu thôi. Còn một số cổ phiếu nó chỉ rơi ít thôi chị ạ. Tuy nhiên là nhiệm vụ của chúng ta là theo mình nghĩ là khi thị trường chung này nó như vậy thì tốt nhất là an toàn, hãy giữ tiền đi để để chuyển giao các cổ phiếu sang các cái nhà đầu tư giá trị. Đấy, không như chúng ta chờ một cái nhịp mới theo cái kế hoạch đầu tư chúng ta tham gia sau. Chứ cái việc của chúng ta cố giữ ở đây để chờ lên á thì nếu đầu tư dài hạn thì không có ý kiến gì cả, nhưng mà đầu tư để kiếm lợi nhuận trong vòng 1, 2, 3 tháng thì mình nghĩ là khó. Đó, như này rơi này, VIX này rơi này, chúng bọn ở dưới này rơi hết đấy chị nhé, rơi hết. HDG này rơi này, NDN rơi, bọn EEG này thì rơi hết này. À, bọn chứng khoán BMS thì vẫn lên được này, EVS vẫn lên được này, TC vẫn lên được này, APG vẫn lên được. Đây là các cổ phiếu nhỏ nhỏ, CTS vẫn lên được nhé, WNI vẫn lên được. Một số cổ phiếu đang chạy nước rút này này, đây là chạy nước rút này chị này. Khi chạy nước rút như này thì nó cũng sẽ, khi chạy nước rút như này thì nó cũng sẽ nhanh như rơi. VIX này lên được này. Đấy. Mặc dù nó đang xu xuống mà kéo kéo lên nó nằm luôn. Agribank này thì vẫn lên được này. HPS lên được, FTF vẫn lên được. ORS lên được. SBS lên được. SHS này vẫn lên được anh chị nhé. VDS lên được. APS nói chung các cổ phiếu chứng khoán này vẫn lên được. HCM thì yếu hơn, các anh chị thấy như hôm nay nó thì tăng có xíu xíu 0,2% thôi. Là nó yếu hơn SSI thì SSI tăng xíu xíu là có 1,4%. Thì hai cổ phiếu lớn thì nó lại tăng ít, chủ yếu các cổ phiếu nhỏ tăng mạnh đúng không? VND này thế này tăng ít này, cổ phiếu lớn tăng ít này. TVB này vẫn lên được. Chung là chứng khoán thì vẫn sống được. Vẫn sống được. Vận tải này thì vẫn sống được, các anh chị nhé, lúc nãy có chia sẻ rồi, HH này sau những cái nhịp nó chạy nước rút này thì nó bắt đầu một số nhà đầu tư chốt lời này,
dụng là khối lượng kiệt dần này, như này thì còn nó sẽ có xu hướng tích lũy lại. Do vừa rồi nó rất mạnh cho nên là nó vẫn còn vẫn được cái sự bảo trợ của nhiều nhà đầu tư và được sự tin yêu của nhiều nhà đầu tư, cho nên là có thể nó sẽ có những cái nhịp tiếp đấy. SGP này thế này, chung dòng vận tải này thì vẫn an toàn hơn đấy. Một số cổ phiếu dưới này thì rơi, hóa chất này thế này, hóa chất tương tự như như là vận tải anh chị nhé, vừa rồi nó cũng chạy nước rút đấy, thì được sự tin yêu của nhà đầu tư cho nên nó giữ nền khá tốt. Lát này thế này đấy, BFC này, một số cổ phiếu này thì vẫn sống anh chị nhé, vẫn lên được đấy. DGC này vẫn lên được này, DGC lên được này. Về hóa chất cơ bản, hóa chất cơ bản này lên được này. TPR này, HI này, VNP này vẫn lên được. Còn lại bên dưới này là rơi rồi nhé. Bọn ngân hàng này thì rơi anh chị nhé, đều rơi hết, rơi nặng, đều thủng hết, SOW hết, thủng MA10, thủng MA20 và SOW hết. Đấy, rơi, 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 VPB rơi, SHB rơi, rơi. À, các anh chị có thể nhé, cái này mình không phủ nhận, có thể là đây nữa, trong cái vùng này là vùng sideways này, các cổ phiếu đều vậy. Chẳng qua khi chúng ta nhìn ở đây này, chúng ta thấy là nó có dấu hiệu đây là một giai đoạn phân phối và chúng ta bắt đầu phải chạy. Nhưng mà đến khi nó rơi đây mà nó tích lũy lại được, mà nó xác nhận đây là một pha C của tích lũy thì có thể nó lại lên anh chị nhé. Đấy, nhưng nói chung hiện tại là ngắn hạn là rơi nhá, rơi hết. Nông thủy sản này thì cũng sống được mỗi cái TR này, còn đoạn này rơi hết. MSH này thì vẫn sống này, còn đâu TCM rơi, cổ phiếu này vẫn sống này, ADS này vẫn sống này, BNG thì rơi, TNG thì như này thì rơi nhá, như này thì rơi. Hôm nay mình phải bán con này. Thực phẩm này sống được một vài con, TNA này sống này, LS này, BNA sống này, KDC rơi, chúng bắt đầu rơi, phía dưới này rơi. Thép này thì được, mỗi cái VGS sống, còn lại bọn này rơi hết. NKG lại rơi này, tín hiệu xấu này. Thiết bị vật liệu xây dựng này cũng khó nhé, được mỗi HDA này thì vẫn chạc đẹp này. Này rơi hết. VCS này thế nha anh chị nhé, VCS này thì là rơi rồi nhé. VCS này nó là một cái cổ phiếu tăng trưởng, VCS với PTB này này. Trước đây nó là hai cổ phiếu tăng trưởng rất là tốt đấy. Như hiện nay mình thấy nó thủng MA20 hết rồi anh chị ạ. Thủng MA20 hết thì có thể nó sẽ tích lũy lại nhé, nhưng nó là các cổ phiếu tăng trưởng về cơ bản rất tốt đấy. Nói chung rơi hết anh chị nhé, xây dựng xây lắp thì sống được một số cổ phiếu này. Đấy. TGG này, SCG36 này thì vẫn sống. Đấy, CPSC này vẫn sống. Đó thì cơ bản thì các anh chị xem ở cái file Excel này, nó những cổ phiếu nào như này thì là những cổ phiếu sống thôi. Còn lại thì là cũng rủi ro. Đấy thì mình cũng chia sẻ với các anh chị về cái cách cái kỷ luật và kiểm soát. Thì gần đây thì hoặc là trước kia thì rất nhiều bạn chia sẻ với anh chị là khi mà thị trường rơi á, hoặc đi vào downtrend á, hoặc là mở biên rất là lớn á, thì chúng ta chờ một cái phiên hồi để chúng ta bán. Thì đó là một cái cách mình nghĩ là cũng ổn với cái giai đoạn ngày xưa thôi, nhưng bây giờ nó rơi mạnh lắm. Nếu các anh chị chờ hồi á, ví dụ theo mình nha, ví dụ đến cái phiên thứ sáu tuần trước là chúng ta xác định là nó là downtrend rồi, thì sáng nay chúng ta có thể bán ATO, hoặc là các anh chị chờ đến 9:30 10 giờ 10:30 đấy. Có thể kiên nhẫn đến 10:30 nếu mà chúng ta chờ được, chờ đến 10:30. Còn nếu không có là cũng nhắm mắt nhắm mũi mà bán. Bởi vì tại sao chúng ta lại phải như vậy? Bởi vì khi mà chúng ta xác định cổ phiếu nó sẽ không lên được thì là chúng ta bán, chứ đừng có kỳ vọng là khi mà chúng ta không, thị trường không lên được chúng ta lại phải bán được cái giá cao nhất. Khó lắm. Khi các anh chị mua cổ phiếu, các anh chị còn kỳ kèo, các anh chị còn có chờ được, đúng không? Bởi vì khi các anh chị chưa mua thì các anh chị không mua thì các anh chị mất cơ hội, nhưng tiền thì các anh chị vẫn còn. Nhưng mà khi mà cổ phiếu đang ở trong nhà mình rồi thì khi mà chúng ta phá bán là bản thân chúng ta bị ép bán. Đây là chúng ta bị ép bán anh chị nhé, ép bán là phải bán thôi. Chứ nếu mà chúng ta không ép, bị ép bán hoặc không bán thì chúng ta trở thành nhà đầu tư giá trị bất đắc dĩ. Khi trở thành nhà đầu tư bất đắc dĩ thì hoàn toàn tất cả những cái thứ kỷ luật, phương pháp, nguyên tắc, quy trình, rule riết là bị bỏ hết. Như vậy thì chúng ta sẽ không thể tiến bộ được trong cái đầu tư và rất là khó kiếm lợi nhuận. Hoặc là chúng ta đang từ một nhà đầu tư VSA, nhà đầu tư tăng trưởng, nhà đầu tư cash slim chuyển qua một nhà đầu tư giá trị bất đắc dĩ. Đấy, như vậy thì chúng ta sẽ bị cảm xúc rất là mệt mỏi. Rất nhiều anh chị sáng nay có ngồi trao đổi với mình, chia sẻ là thị trường sáng nay các thứ, xong thì cũng thực sự là chờ nó hồi để bán rất là mệt mỏi anh ạ. Đấy thì theo mình nghĩ là khi chúng ta bán thì là bán thôi. Có thể chúng ta chỉ kiên nhẫn được khoảng
đến 10 rưỡi đấy, còn không có thì cũng phải bán. Còn đương nhiên là nhiều anh chị nói là nó rơi thì rơi, nó sẽ phải hồi thôi, nhưng nó hồi như thế nào thì không ai biết. Thì chúng ta thấy sai thì chúng ta bán, chứ sai mà chờ lại sửa nữa thì khó. Đó thì đó là một số những cái chia sẻ quan điểm của mình về cái cách tiếp cận đầu tư, về cách đánh giá về quan điểm thị trường, thì đó là những cái quan điểm cá nhân thôi anh chị nhé. Thì mình hy vọng là nó sẽ phần nào sẽ giúp ích được cho các anh chị trong quá trình đầu tư. Thì các anh chị thấy video hữu ích thì like video và chia sẻ cho những người cùng quan tâm. Các anh chị subscribe kênh nhận các cái thông tin mới nhất. Thì chúc các anh chị là vượt qua cái downtrend này nhanh chóng, hoặc là chúng ta kiên nhẫn để chờ một cái cơ hội mới để chúng ta sẽ đầu tư. Bởi vì thị trường nó là khách quan mà, chúng ta đâu có làm gì được đâu. Thị trường nó luôn đúng, chúng ta thì chả bao giờ đúng được. Chúng ta vẫn phải nương theo thị trường thôi. Có những lúc thì chúng ta sẽ phải suy diễn để với những kịch bản thị trường đi lên. Còn khi mà thị trường nó sai, khi thị trường nó sai với những cái suy nghĩ ban đầu của chúng ta thì chắc chắn là nó là đúng và chúng ta là sai. Đó thì chúng ta sẽ phải tôn trọng thị trường anh chị nhé. Đó là những cái chia sẻ của mình. Ok, cảm ơn các anh chị. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.